Dạ chị ngon sơ mi đó. Vô lừa bội em ơi. Bội em tuyển báo VIP luôn. Trời mưa lạnh. Em rớm đêm nào quay đi ở vòng rồi nha. Anh em kịch em nay mưa lạnh. Anh em kết về đã giả hội nghị cho anh em luôn vì đang mưa lạnh nha. Đấy dòng nó đã lắm, có trong AV nhá, bồ to thái độ tốt dòng hay. Anh em chụp trong AV giả dạ, trong vai chim 1.1.000 về cho lên sáng cái lúc ép nha, bảo anh em lột con đi lên thành chiến binh luôn. Về anh em chỉ có việc đem thả vô lòng đẹp, đem đi tập giang cà phê biến nha, màu rơm, bùa to dài, dòng bao hay. Lá chim đang đổi 1.1.000, chim lên xe, báo VIP. Đậu chim cứng luôn, không nói đi anh em nha. Đấy, dòng nó đấy. Anh em chụp chụp màn hình lại rồi gửi qua tin nhắn về chưa gửi số tài khoản em chuyển khoản ngày mai chim lên xe. Còn con ngoài thì 1.4 triệu, hàng này nuôi được năm rồi, ngoài thì 1.4 triệu. Còn trong lòng AV thì rồi đi núp rồi, hàng là xe đang chạy đang núp, xe chạy đang nó sợ. Anh em vẫn lừa bội là lừa này. Ra lại đó. À nó vô ăn, ăn chuối. Một triệu một, triệu chim báo ra. Báo hay. Nó thì có trong lá chim này nha anh em. Đấy, cho là giọng dùng đổ dùng sẵn luôn á. Bộ này được 3 tháng long rồi nha. Anh em kết 1.1 triệu. Trong AV này thôi, trong ra chim này thôi nha, bởi vì bằng rẻ nha. Hàng này anh em về chỉ việc là bỏ vô lòng và mang đi tập biên cho em. Bộ này mà anh em chê nữa thôi luôn. Màu rơm nha anh em, đang lên lông. Con lông mau lông mặt ấy, anh em thấy đó. Trời lạnh mà chim chơi bao phê lắm. Ngoài thì 1.5 triệu nha, hàng cũng được 6-7 tháng rồi, không cấm thì 3 tháng. Còn ngoài ai kết là 1.5 triệu nha. Con nào bởi vì bán hết liên con trong lòng đêm nay được trong AV đó khuyến mại trong live chim này 1.1 triệu cam long ép ship mọi miền tổ quốc cho nên. Tại vì thì bạn hàng con nào thì chất con này mà bán con không bán mang tiền, ngoài trừ vào đó anh em nó chim có bị gì thì có gì vô định dòng rồi đó thì bởi vì chấp nhận, nhưng mà sẽ theo dõi trong vòng 1 tháng mà không ra dòng bởi vì cho đổi trả hoặc bởi vì gửi con khác vào hàng bao chất cho anh em luôn. Đây này nè, nhiều chim lắm, tha hồ anh em lừa. Lành quá thì mấy chim mới về thì nó hơi yếu. Mấy chim mới thì lành quá thì hơi yếu. Còn con quay là 1.5 triệu nha, con này chỉ cầu ghê. Đấy, anh em kể con nào thì liên hệ về Huế nha. Bên này con thùng nữa. Thùng bên này nè. Mùa này thì lành lắm. Thì con AV màu lơ rớm mà về để quay gần nhân em xem cái màu đó nha.
Đây, lông trong lông thì còn rất nhiều chim nữa. Loại chim này bạn ưu tiên con màu rơm, bạn con nào là lên con nào anh em chuột để gửi đi cả lồng chim. Đấy, chiều bên mùa này Huế đang lạnh lắm, lạnh vì mưa. Mưa nên chim nó hơi xù đấy, vậy Huế quay là cận cảnh màu rơm cho anh em xem này. Màu rơm đẹp lắm. Màu dễ sợ lắm. Của màu hẳn đang con lên màu này nhá. Màu hẳn ở bằng ngọt tay cải lần. Chim chất chất. Về để quay ra cái sơn nó túng thôi nè. Nó túng thì xẹp cái màu xuống nên anh em thấy vì bộ này mới 3 tháng lông rồi. Đó, có màu nó đó. Để điện thoại cho thì nó hơi túng nha. Để xa, nơi xa nó dừng bộ cái màu đến một ghế hơn nữa. Đây, 1 triệu 1 cam đông ép dòng dịch còn ứng đó, em gửi clip qua. Clip đậu nó đầy đủ. Đó, màu đó. Đang thấy không? Chim đang lông nha. Báo chất luôn. Nó cần cảnh anh em. Đấy, còn clip anh em ứng quay quay lại khúc trực tiếp rồi ứng em gửi clip riêng ra nữa, còn quay clip nó đậu nữa. Cần cảnh nha. Hàng 3 tháng lông, đang sống lông. Anh em về chỉ việc chấm thêm ít bữa nữa là đi cà phê biến thôi. Đây này, hàng nhiều lắm nhưng mà mua này chim mới thì hơi yếu. Màu lẫn nó đẹp lắm nhưng mà chim mới nó hay xù lắm. Chưa vào cảm nó xù lắm hết. Thả vào đậu nhau cũng thái độ lắm anh em nha. Này về thả vào cho anh em xem ba con múc nhau coi nè. Anh em cần bồi liên hệ về nha. Nếu không có hàng cho anh em. Thì thả vào nha, thả chim mới vào đậu nhau chút xíu nha. Việc đậu nhau không cứ thả vào để anh em xem vui. À, con này đẹp nè, con này ly lắm, con này đậu ghê lắm, con này nè. Giờ thì việc đậu không, hôm bữa đậu thả vào thì trời lạnh thả vào nặng thả vào đậu nhau ghê lắm. Đó, dòng đó. Đấy, con bè Huế nói đấy, nó đậu ghê lắm. Đẹp nữa. Đấy. Con này hay lắm anh em ạ. Anh em tin tưởng bắt con này cùng 1 triệu 1 cao luôn, ép luôn, bè Huế gửi luôn. Em nay khuyến mại hết. Ngày mưa lạnh. Bao dòng hay dòng đô hết lắm. Trời này thì chim mới mười mấy ngày nên chim nó hơi yếu. Thế nào mà chơi hay giống như chim cứng được. Nổ dòng băm băm đấy. Đó. Con này hay nè. Con mô lần này cũng hay lắm nè nhưng mà giờ lành quá. Nó định sơ khơ khơ vậy. Cũng dòng bạn chim mới mua này cũng dòng bạn chim mới. Ngoài cũng đang tắm ba bốn con nên em cứ tin tưởng là cứ chụp em mau rơm này đây. Bởi vì nói thật luôn đấy, cái màu của nó đấy, cái đâu sao là cái màu vậy luôn á, em khiếp luôn mà. Chim này giống như kiểu là đột biến nhé. Bây giờ chỉ có 1 triệu 1 thôi, clip đầu có, clip dòng có gì có hết. Anh em nên lại nên bắt con này về mà chơi thịt lá chim mà anh em ai chụp thì qua ngày thứ hai thì về đăng con này giá phải 1,4 triệu đến 1,5 triệu đó nhá. Nói đó anh em nhá, vì có clip đậu đầy đủ. Đấy, con này con lớn này đẹp lắm nhưng mà kiểu nó con yếu quá. Đó. Ai chụp lớn cùng 1,1 triệu em lông ẹp luôn nhá. Nói thật, hôm nay luôn đêm nay lá chim ai cứ chụp hình mang hình lại là về gửi. Tin tưởng là về gửi thôi. Vì chim mới thì trời này nó yếu. Nó yếu 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 nó su vì nó chưa vào cảm yếu quá. Anh em theo dõi trực tiếp thì lô này về chưa được 1 tháng nữa nhưng chim rừng này nó khó vào cảm lắm. Còn anh em ứng Bùi Huế thì lấy em này nè. Hôm nay không bữa đẹp lắm nhưng mà lóng lạ giờ bị tóe cháo
Hôm nay bởi vì anh em ở đây họ bậy được, bởi vì bắt được nhá. Dòng hay lắm, con này em phải bao dòng hay lắm. Đó, dòng nó đã lắm. Dòng lên thầu 789 nhá. Nhưng mà được được bạo lục trong chim thì nó túng, nó bị bùa lông đuôi bị gãy. Vì thế mà lông lông đầu có bị chợt. Nên bản thân lý anh em 1 triệu luôn. Con này, bội Huế, báo hay, có clip đấu luôn. Anh em lục lại clip có hai con lấn mà về bạn đó là có con này nó bay nó đá hai con kia là con này đấy. Đó, chưa bởi vì thanh lý đây này về MP chăm lông lại 1 triệu. Con này nhá, thanh lý 1 triệu. Mau rớ 1 triệu 1 này. Có clip đầu, hai chỗ có clip đầu, clip đô, clip dòng thì đầy đủ. Lần này giá 1 triệu 1 luôn, vừa anh em ứng thì cứ chốt. Chuột xong về đời nặng lên làm clip dòng gì cho anh em, con không anh em mừng tin tưởng thì về gửi trực tiếp cho anh em. Chim riêng bề về chim thì cũng thiếu. Bội này hôm nay chuẩn bị thay lóng này, hàng Huế Minh này. Chim này con nên con Huế luôn nha. Con này anh em cũng thích bởi vì cũng gà luôn. Giá 1 triệu 2 cam lông ép, 1 triệu con cá lai chim. Cũng đang chuẩn bị thay lông đó, anh em thấy lông rung không? Lông đã khô vàng rung á. 1 triệu 2 cam lông ép luôn. Em Huế này chụp ảnh màn hình lại. Bao mau 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 quý nha, con này mau quý nha. Dòng diệt đầy đủ. 1 triệu 2 cam lông ép con này, chụp hình màn hình lại. Đó, dòng đó. Em nay thì Huế này thì anh em ứng thì bầy Huế thả vào cho có đậu nè. Anh em chụp cho luôn này, nó đã hết tất cả bầy chim thằng rượt chạy dài này em này. Bầy Huế thả vào nha. Đã ghê lắm, con nhỏ nhỏ thôi. Còn này thì anh em ở đây bậy được chụp Huế đó, nó đã ghê lắm. Con ở giữa nó đang ở giữa nha. Dữ lắm. 1 triệu anh em về chăm lông, có hàng chơi, có clip đậu đầy đủ. Anh em thích là liên hệ về Huế nha. Hàng chuẩn Huế luôn, con này nó dữ lắm. Hôm bữa đó lông lá đẹp nhưng được lục đó nên về Huế chôn chim thì nó bị rùng lông để bản thánh lý nha, chứ hàng này hàng tuyệt nha. Nó rượt nó đã chạy ra chim này nè. Bỏ con nó chịu nổi nó không? 1 triệu đó, lông đuôi đó, đó lông mặt, lông đầu bị túng, bị chợt. Anh em đây chăm lại bộ lông là chơi thôi, không tật lộ gì hết. Chỉ có lông được lục bảo trợ. Rồi nha anh em thích thì liên hệ về Huế nha. Chim về Huế đã bao đẹp cho anh em, chim sao nói vậy. Con ứng hàng mới, có hàng mới. Em lần này ly lắm. Mà giờ chưa chịu lấn cây ngừa nhá, này cái cục cú sau này, như em xin cục cú sau cái đâu này. Bạn đài luôn. Tết dứt định ở rồi, bạn lại để núi thơ ra thơ đáng hội gửi vô thêm chục con bội nữa. Chục con bội bội Nghệ An nữa. Nên giờ chứ bạn đài hết, bằng số hết. Lời còn 200-300 nghìn là đầy hết. Quá chứ đã đủ tiền cảm với cái công nuôi mấy tháng thôi. Dữ lắm anh em ạ, con chim này bên này dữ này, con này dữ lắm. Rượt chạy hết à. Có con này nó dòng thấy nữa. Còn anh em ứng chuột rẻ thì ứng thì cũng có clip dòng clip đậu luôn nha con này. 1 triệu thôi. Đừng khiến nó là xấu lắm nha, báo chất nữa nha. Rồi, mau rớm anh em xem lại một lần rồi này, về tắt lá chim này, về đi gửi chim nè. Cho anh em xem con này nó đậu nè. Con này gần thay lông. Mau quy. Thay lông rừng luôn. Con này nó đậu đẹp lắm anh em. Ù mà nó đã rồi. Này. 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 Chim này cọp. Đã ghê lắm. Dữ dằn lắm. Rồi quay lại con này cho nó đậu anh em xem này. Chim dai lắm anh em nè.
Ma Quy, Giai Đo, Bồ Trung. Bảo anh em là vào lục lòng xong nó có chim chơi luôn. Giá để anh em ôm lòng 1,2 triệu cho nó em. Nó cũng chim mà giữ kín khủng luôn. Con này màu tế nhá. Con nhỏ này nó màu đổ tế đẹp lắm. Đấy, rồi tất cả hợp đề cũng chim nhỏ luôn á. Con này nó giữ. Màu rơm này. Hàng xa hàng nào đó. Đây, trong lá chim bằng rẻ đấy, em nên nhân chụp nhanh. Tại vì định đem với nhau nuôi nhưng mà kiểu thôi, nhiều chim quá. Nên thanh lý cho anh em mấy chú chim này về anh em chăm lóc giá 1 triệu bằng tiền 7 lỗ 200 nghìn đấy. Để mua mấy con có này 1 triệu 2 hết đó. Anh em cần bồi huyện thì rẻ mà chất thì trùng vùng thì cứ liên hệ em cơ hội là sở hữu rẻ mà chất. Tách mấy con đi ra nữa nha. Bữa lạnh nó quay lại chín bồi mà đẳng cấp. Chụp hết cái đồ phú hả tê. Tiên hơn nè chụp. Rồi. Đây, phạt lá chim hết rồi đây. Anh em nào theo dõi chủ chim nào thích thì liên hệ em nha. Riêng mày em mới này thì chơi lành thì nó chưa cắn bộ. Thôi chứ là chim đẹp. Em có thể đậu coi nè. Đó. Nó thì đang độc tần lắm. Nhưng mà giờ lông yếu rồi. Giờ này là tục lửa nữa. Bội Huế Mao Quy đây ra này 1 triệu 2 nha. Anh em ấy chỉ lột lông rừng thôi. Chuẩn bị đổ lông rồi. Ôi trời ơi, con chim kéo dòng kinh khủng nhé. Còn trong góc này là chốt rồi nè. Chốt cho đó con kẹo đấy, chốt cho ông anh ở Đà Lạt rồi, bay ra á, mua lối. Và đưa điện thoại nó chú ý vào nút rồi. Đây, con này là chốt cho anh ở Đà Lạt đó nha. Con ngày nào đắng đậu đẹp đó. Chốt 1,5 triệu rồi. Chờ đợi ngay anh lấy thôi. Đấy, đậu nhau này, chim cần đậu rồi, chim đậu nhau này. Anh em xem hàng bảy thì không phải là dư hàng hàng lưới mà lừa đâu nha, hàng bảy đậu 100% nha. Đẹp chưa anh em? Quý này. Đấy, nó đậu như thế này đấy. 1,2 triệu kem lông ép. Hôm nay anh em thích chụp màn hình, báo dòng hãy còn đời, báo thái độ tốt luôn. Lục lông xong mà chơi được đem về thì quay lại mới chơi. Lá chim bạn rẻ đấy. Mao Quý nha. Quý mà có độ lớn đẹp lắm, à độ tế đẹp lắm. Giấm sạc cho anh em xem rồi. Chuẩn bị thay lắm nha. Chim như này 1,2 triệu làm gì có. Mà đã chim bạn rẻ anh em thôi. 1,2 triệu kem lông ép. Em Bội Huế đẹp chưa? Về Nam lục lông là xong, là chơi thôi nha. Kẹt luôn con. Kẹt cho anh em thấy 1,2 triệu của bỏ ra không phí. Đấy, lông nọ là rung rồi đó. Đấy, em thấy sáng nay ra là có rung 5-6 công đó. 1,2 triệu kem lông ép, anh em thích chốt chim chủng Huế cho anh em. Lâu lâu có được 1-2 Huế thôi, không phải có nhiều đâu. Nhiều dòng hay lắm, phải dòng này đâu. Một chỗ hai cái nó ẹp nhanh em, hàng bao chất. Mau rơm này, quay lại mau rơm này, mau rơm cũng ly lắm.
Con này là chủng Huế bảy ở của khu vực Quảng Thanh, Quảng Điền của bảy Huế nha. Đấy, dòng nó đây, liền lấy đây. Quay rõ ra trực tiếp cho anh em luôn đó nha. Nhân kiếm nó chỉ việc chơi thôi, anh em nó chụp. Con này là bảo đảm luộc lòng xong là chơi thôi. Đấy, dòng nó đó. Đấy, dòng như thế này nó lấy. Rồi bắt đầu chim chim cứng về đậu nhau đây anh em này. Chim yếu rồi, chim mới đậu nhau đây này. Ăn nó lên bù lên hình nóng mày đó, đậu ra dòng rồi đó. Lên bù lên hình múc nhau đó. Là chim anh em nó kỹ con nào ở chim mới này. Bởi vì bạn một giảm 100 con lại 1 triệu hết. Thích con nào chốt 1 triệu luôn. Là chim liên lô chim mới này anh em chụp bằng hình lại này. Quánh cho con nào bởi vì bạn 1 triệu luôn. Lô luôn, chơi hết. Đấy, chim đậu nhau này. Đó, dòng đó. Lấn hay lẹt chứ bây giờ bạn 1 triệu đó, nhanh nhanh chóng trực tiếp chuột nha. Bốn con này, con nào cũng 1 triệu hết. Bồi về đây, đừng có so về bồi người khác nha. Hàng chất lượng nhanh nha. Đấy, đậu nhau đã. Chỉ mới về chưa bao cảm, đậu nhau phúc nhau rồi. Đồ này mà nặng nóng lên ẩm lên là bởi vì làm cái clip bên em là rớt lũa lên. Năm hình đấy nè, con này là 1 triệu 2 kem lông ẹp nè. Con này Bồ Trung Huế. Đó, dòng diệt đó, 1 triệu 2 kem lông ẹp. Anh vô gì việc là luộc lóng xong là có chip chơi. Bạn rẻ cho anh em thôi, 1 triệu 2 kem lông ẹp. Hàng chất lượng luôn. Con rơm này nè là 1 triệu 1 kem lông ẹp này. Hàng có clip đậu vừa hồi này trước live stream. Anh em thích thì chụp về gửi live clip live stream. Và clip đậu có quay rõ ràng, clip dòng đầy đủ. Con này bao hay này. Đây. Con riêng lô này này, một có 1 triệu chim ơi. Đang vào cảm hơi yếu. Con su chim nhưng mà đã có vào cảm rồi. Mua này thì chim hơi yếu. 1 triệu là luyện 4 con này, con nào cũng 1 triệu. Em Huế này cũng đang thấy chuẩn bị lóng hơi sâu, giá cũng 1 triệu, có clip cho anh em luôn. Màu T, hình như là màu T, đợt là bây giờ là màu T. Nhưng mà đợt bão lụt rồi, tụng thì rùng lóng đồ này kia. Đấy. Anh em thích con rơm, đây rơm này. Rơm này thì có clip đầy đủ cho anh em là đậu điệp đầy đủ, đậu và chứng cứng đầy đủ anh em. Còn đặc biệt con này anh em thích con này chụp hình này. Con này là chim Huế này, 1 triệu 2 kem lông ẹp này. Em có một con Huế nè, mà giá phải cao hơn, 1 triệu rưỡi, đây, gần sông lòng, quay cho anh em xem luôn. Để em tắt live stream, 1 triệu rưỡi, em cất con này nè. Anh em thích có nào chụp màn hình gửi qua tin nhắn. Dạ, bán live stream, bán rẻ cho anh em, hàng bao chất. Không có gì hết. Ngoài kia có thêm 3 em bội nữa đang tắm. Có thêm 4 bội chấn huyệt nữa. Anh em mừng thấy mau lân, anh em mừng thấy bảy Huế xịn nữa, live stream cho anh em xem, mai live stream. Con này con Huế đúng nè. Xoay lại cả thôi cái cửa. Con này phải bị lục lóng rồi. Con này lục lóng rồi. Con này sóng lóng rồi. Con này 1 triệu rưỡi. Lục lóng rồi nha. 8, 7, 8 tháng gì đó này. Hàng báo chất cho anh em luôn. Cặp cảnh nó là báo phê. 1 triệu rưỡi cái lông ép. Con này hàng VIP luôn. Con này ra tiệc anh em vào lửa chơi luôn nha. Anh em xem lấn này này, lấn này mà 1 triệu ngay bắt này. Bạn ra với ngay chỗ hết ta. Có dòng riêng view nọ to lắm. Hàng toàn hàng chất không. Bên này con này 1 triệu rưỡi nha. Hàng bảy về lục lắm rồi. Anh em về gì việc chấm lại tục vô lửa. Sách đi cà phê biển. Giờ về thời gian cứng gian là vào đánh thôi. Con này con bồi Huế nha. Con bồi Huế này khá con kia nha. Con này lục lắm rồi nha. Con bên này chứa lục lắm rồi. Con lá sậu này khéo lồn anh em nha. Lục lóng rồi, con này lục lóng xong rồi, đây bộ lóng đẹp hơn con kia, giúp sạc cho anh em xem bộ lóng này. Con này 8 tháng rồi.
chín thì mới lục lóc xong chưa vào lửa thôi. Hôm nay căng lửa đánh chạy câu cặp cảnh đẹp lắm. Mao nào cũng quý 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 dễ thương lắm. Rồi em kết thúc live stream này, về chở con đi học ra. Ngoài này thêm ba em này, ba em màu rơm mà, nhưng ngoài này đang tắm. Anh em thích con nào thì cứ liên hệ về Huế sẵn hàng cho anh em luôn. Ngoài này còn ba em bồi nữa. Chim này con chân huyệt à, con chân huyệt đây này, đây là em chân huyệt nhá, chân huyệt luôn nha anh em, chân hông luôn á, chân hông mỏ đang lột nó con bên ngoài cung. Chị là bề về mái một bề về quay cho anh em xem, hôm bữa bão nó rùng cháo bộ lông đuôi rồi, đang cố gắng nuôi lên lại. Rồi đấy là thêm lần nữa nhé anh em, con này này, đây tinh tàng này, lùng rống này, rống lá rùng này, bội Huế này, bao đẹp này, 1,2 triệu kem lông ép này, bội Huế này, con này được 4-5 tháng, bay 4-5 tháng gì đó đấy, không phải đơn giản đâu, phải 3-4 tháng đâu. Về Huế nuôi bảy Huế quên rồi, nhưng thực chất là tầm cỡ đó thôi, lông đã bắt đầu ủ rồi, chuẩn bị xóa lông. Con này thì quay cận cảnh cho anh em xem này, bảy Huế chăm xong lông rồi, bộ lông khá đẹp đấy. Khá đẹp so với bội ở bên này thôi, còn không đẹp được nha. Con này thì 1,5 triệu này, à, xong lông anh em về giờ bắt đi dược biến thôi nha. Đấy, quay lại em rơm này. Rơm này thì 1,1 triệu cam lông ép trong live stream này, anh em chốt thì lấy. Mình phải gửi màu rơm nha, màu cái màu khủng khiếp lắm. Còn bên này thì 1 triệu một con, hai chim mới, tầm về được 20 ngày đấy, nhưng mà ép cảm khó, bởi vì cũng chưa biết con nào cảm cứng, con nào cảm nó nữa rồi nha. Đấy, là chim này chim mới, 1 triệu một con, đánh lẹ kia 1 triệu một con hết, anh em quay lại chim thái độ có hết nha. Em đây này, em đây thì 1 triệu này, có clip đậu clip đô đầy đủ. Rồi chào anh em nha, em về chợ con đi học rồi, anh em kể con nào thì nhớ chụp lại màn hình gửi qua tin nhắn chú khoảng để chia cho chúng lên xe nha. Chào anh em nha.